đi Mỹ nhanh chóng chỉ trong vòng 2 tháng với visa E2 sau khi đã sở hữu được cuốn hộ chiếu Grenada, một trong những cái cuốn hộ chiếu Caribe được giới siêu giàu săn đón và ưa chuộng. Tuy nhiên, chuyện này chỉ còn là quá khứ mà thôi, bởi vì nếu như trước đây sau khi mà anh chị sở hữu cái cuốn hộ chiếu Grenada rồi thì chỉ trong vòng 2 tháng tất cả các thành viên trong gia đình anh chị đã có thể đến Mỹ với visa E2. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì chính phủ họ đưa ra một cái điều kiện mới rằng là những ai sở hữu hộ chiếu Grenada thì bắt buộc phải cư trú tại đất nước này tối thiểu ít nhất là 3 năm trở lên thì mới được phép nộp cái visa E2. Mà đối với giới siêu giàu, cái việc là phải chuyển đến một cái đất nước xa lạ và ở liên tục trong vòng 3 năm thì đó là một cái chuyện bất khả thi rồi anh chị ơi. Do đó thời điểm này khi mà tư vấn cho những cái anh chị khách hàng mà đang mong muốn đầu tư để nhận sở hữu cuốn hộ chiếu thứ hai, hộ chiếu của các quốc gia Caribe, thì vẫn luôn chia sẻ thẳng thắn rằng là nếu như cái mục đích chính của anh chị là chỉ để muốn đến Mỹ mà thôi thì cuốn hộ chiếu này chưa mang lại đúng với cái mong muốn nhu cầu của anh chị. Nhưng nếu như cái nhu cầu của anh chị là cần được có một cái cuốn hộ chiếu thứ hai để mà thuận tiện tự do đi lại thoải mái lên đến hơn 150 quốc gia ở trên toàn thế giới mà không cần phải xin visa thì cuốn hộ chiếu này là dành cho anh chị. Bên cạnh đó thì cái việc sở hữu một cái cuốn hộ chiếu thứ hai thì cũng rất là dễ dàng trong cái việc là anh chị mở một cái tài khoản ở nước ngoài, cũng như là tối đa hóa cái danh mục đầu tư của anh chị dựa vào cái chính sách thuế rất là hấp dẫn của các quốc gia này. Còn nếu như anh chị mình muốn đến Mỹ, mục đích chính duy nhất chỉ là muốn đến Mỹ mà thôi thì anh chị mình vẫn có thể cân nhắc cái con đường đầu tư trực tiếp thông qua cái hình thức đầu tư EB5 anh chị nhé. Còn anh chị thì sao? Anh chị đã sở hữu cho mình cuốn hộ chiếu thứ hai, hộ chiếu của Caribe chưa ạ? Và đâu là lý do chính mà anh chị đầu tư cuốn hộ chiếu này? Hãy chia sẻ cho Phụng biết trong phần bình luận bên dưới nhé.